Xin chào các bạn nha, quay lại với chị Phú Châu Vinh. Hôm nay mình điều mình muốn nói với các bạn là hiện tại bên công ty Mỹ Phong bên Phú Hưng các bạn là tuyển vào người lại, phải là tuyển mà những người cũ đã bị sa thải rồi các bạn. Bây giờ thì người ta gọi vào làm lại, rồi có những idol mà nói là vào rồi trả tiền lợi là không có nha các bạn. Cái đấy là do bên người ta đồn thôi, còn bên công ty người ta không có nói, và mình cũng có hỏi rồi là không có đền tiền, trả tiền đền bù lại nha các bạn. Giờ thì mình đang đợi vào làm tiếp nha các bạn. Thì có ai mà có bên công ty nó gọi thì có thể quay lại làm việc nha các bạn. Đây, và xe như xe xếp hàng đó là xe chuẩn bị vào làm việc, nghe nói là khoảng mấy trăm người nha các bạn, ít so với số người đã bị sa thải nha các bạn. Đấy, chú bảo vệ đang xếp xe những người mà vào làm lại, còn những người người ta còn làm trước thì người ta vẫn vô làm đó các bạn, thấy không? Mình cũng chẳng biết sao công ty lại đuổi xong rồi gọi vô làm. Thì tiền đền bù thì người 3 tháng lương nha các bạn, 3 tháng lương mới cho mình nghỉ được có tháng thôi. Bây giờ tiếp tục lại gọi mình vô làm. Ai có anh chị bạn bè gì đó được công ty gọi á thì bây giờ làm đi, nó không có trừ tiền đâu. Còn những người khai sản cái đó mình chưa biết rõ lắm, nghe nói là những người mà khai sản đã được tiền đền bù thì mới trả tiền lợi nha các bạn, còn những người mà nó gọi vào làm thì không có trả. Điều mình muốn chia sẻ với các bạn đó, chiếc xe chuẩn bị vào làm. Và hiện tại là 6:29 nha các bạn. Còn ai muốn thắc mắc gì nữa thì cứ comment ở dưới để mình trực tiếp trả lời với các bạn luôn ha. Thì bên công ty đây, Dạ Gia Phước Hưng đó, công ty Phước Hưng đã tiện đã gọi người bị sa thải vào lại làm việc. Rồi rồi sắp có tai nạn các bạn ơi, nói ấy chiếc xe màu Alex đâm đầu vô xe anh ta. Nghe nói là tiền khoảng 700 người nha các bạn. Rồi mình cũng không biết là xưởng nào có bao lại xưởng nấy hay không, mình cái đó mình chưa rõ. Đi trong một lần. biết vô được nhiêu người không? Xưởng 150 hay là ba xưởng 150? Xưởng 100 người à. Bây giờ công nhân bắt đầu vô nha các bạn. Xe đưa bệnh nè. Đấy, vào làm nha các bạn ơi. Cái gì mình quay lại cho các bạn xem sao nha.